Ê, gì vậy? Hết dầu à? Ê, trả số. Rồi, tới. À, tới chậm thắng một bên nè. Rồi. Yeah. Anh nhớ côn á. Côn dưới. Từ từ thôi. Đây nè, cháu kéo con này lên nè. Khoan, tắt lại đi. Tắt số lại đi đã. Rồi, đây nè. Nó có côn nè, rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Khoan. Đó nữa. Ủa, ra tới đó là hết rồi hả? Rồi, ở đâu? À, có bên luôn. Bên đổ luôn. Cái gì trong đó kìa? Dạ. À, đồ trống hả? À, trống, trống, trống. Đó, bên đổ nha. Đây là lấy gió vô. Con này chạy được 170 giờ. Quá ngon. Đó, đề được nha. Vô số sao nó nghẹt nghẹt vậy ta? Cần này là gì? À, nồi con đâu? À, ăn mà da đây. Rồi đâu cháu vô số hàng chi? Khoan từ từ. Cái này là thắng tay. Cái này vừa ăn mà da vừa vô số. Này chữ hướng. À, vừa ăn mà da vừa vô số luôn. Đây là số nè. Cái này là ăn mà da nè. Mà sao số nó vô nghe sột sẹt quá ha? Còn cái này? Ừ, chưa đều. Cái này là ăn mà da luôn. Ăn mà da luôn hả? Ăn mà da mà nó khóa lại mất rồi. Rồi, thí dụ như giờ mình vô số xe nè, đó. À, đúng rồi. Có đạp này là nó vô nó nhẹ hơn nè. Đúng rồi, đúng rồi. Số chậm nè. Đây, chuyển hướng nè. Chuyển hướng qua phải nè. Chuyển hướng tất cả đều ok ha. Đây. Xích thì bao ngon.
thì bao ngon ha. Bên tự đổ ha. Nó xuống nhanh thì ra là thế. Đây đặt ma da nè, vô số nè, đây đây ve đây rồi chuyển hướng à. Rồi, CR60 quá đẹp.